Các bạn nếu muốn có thật là nhiều con huy hoặc là nick VIP, hãy vào ngay shop toluki.com. Khi mà các bạn đăng ký tài khoản mới vào trong đây ấy, các bạn sẽ nhận được con huy hoàn toàn miễn phí luôn nhá. Ở đây sau khi mà tạo tài khoản mới xong này, các bạn nhấn nhận con huy free. Wow, ở đây mình nhận được 314 con huy hoàn toàn miễn phí luôn. Đường link ở shop mình sẽ để phía dưới dành cho tất cả bạn nhá. Hello, xin chào tất cả bạn đến với video tiếp theo trên kênh của mình. Chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy sức khỏe bạn nhé. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta cùng tới với sự kiện mới, nhận quà skin hoàn toàn miễn phí này. Và từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay ấy, có rất là nhiều bạn hỏi mình về phần quà Dương AOG. Đó, rất là nhiều bạn hỏi luôn, bảo là anh ơi, tại sao hôm nay ngày 19 rồi mà bọn em vẫn chưa nhận được. Mình thì hiện tại cũng có vào trong một con nick khác ấy. Nick này thì cũng dự đoán đúng các bạn nhé. Nhưng mà vào phần hộp thư này, các bạn thấy là cũng chưa thấy phần quà được gửi tới. Mình thấy là bên Liên Quân có thông báo là ngày 18 tháng 5 phần quà sẽ được gửi tới hộp thư, nhưng mà hiện tại thì mình cũng chưa thấy đâu cả. Nhiều bạn cũng hỏi mình về vấn đề như thế này thì mình cũng trả lời tới cho tất cả bạn luôn. Chúng ta sẽ có vài trường hợp, ví dụ như là gà rán quên chưa gửi quà nè, hoặc là đang sắp xếp phần quà để gửi tới cho tất cả bạn. Mình nghĩ là phần trăm mà gà rán người ta quên, người ta chưa gửi quà khá là cao, tại vì nếu mà gửi thì chúng ta đã nhận được rồi đúng không? Cả hoặc là nếu mà gửi chúng ta chưa nhận được thì kiểu gì cũng có thông báo trên fanpage rồi, nhưng mà ở đây thì chưa thấy thông báo gì, thì mình nghĩ khả năng rất là cao ấy, đó chính là ở bên gà rán người ta quên, người ta chưa gửi quà tới cho tất cả các bạn nhé. Và kiểu gì bên phía gà rán cũng phải gửi quà tới cho tất cả bạn thôi, nên là chúng ta cứ yên tâm nhá. Quan trọng nhất là phần quà sẽ là skin xịn hay là skin cùi thôi, đúng không bạn ơi? Rồi, thì những bạn nếu mà chúng ta dự đoán đúng ấy thì chúng ta sẽ nhận được dương quà vô địch. Còn những bạn nếu mà dự đoán sai thì chúng ta sẽ nhận được dương quà may mắn nhá. Và mình cũng nghe chữ may mắn là mình cũng biết chắc rồi, là trong dương này ấy may mắn chúng ta mới nhận được skin, còn không là kiểu gì cũng trúng mảnh ngọc này hoặc là ruby cho mà xem. Đó, rất là nhiều bạn nếu mà dự đoán sai thì sẽ nhận dương chỉ may mắn mà thôi các bạn nhá. Còn dương vô địch thì mình nghĩ chắc chắn là phải là skin chọn một rồi, nhưng mà quan trọng là bên phía gà rán ấy sẽ cho chúng ta skin gì các bạn nhá. Hiện tại thì cũng chưa được thấy gửi phần quà vào trong game, nên là các bạn chúng ta cứ ngồi chúng ta chờ thôi. Và các bạn cũng đừng quên là like, đăng ký kênh, bật chuông hộ cho mình. Nếu mà có phần quà gửi tới này mà các bạn quên, các bạn không biết ấy, thì mình sẽ cập nhật trong video sau tới cho tất cả các bạn nhá. Chúng ta yên tâm là phần quà không mất được đâu. Đó, rất là nhiều người nhớ và nhiều người đang comment trên trang fanpage của Liên Quan rồi, nên là các bạn chờ bên gà rán sẽ gửi quà sau nha. Rồi, và tiếp theo thì chúng ta cùng tới một sự kiện mới vào ngày hôm nay, đó chính là vòng quay tử điệp. Tên vòng quay tử điệp, nhưng mà ở đây là lật thẻ tử điệp các bạn nhá. Nó hơi trái ngược nhau một chút xíu nha. Mình thấy ở đây thì đáng ra là ghi lật thẻ thì chính xác hơn, ở trên đây lại ghi là vòng quay tử điệp. Ok, và ở đây các bạn thấy là chúng ta có các phần nhiệm vụ để chúng ta chơi, chúng ta nhận quà này, như là đăng nhập chơi 5 với 5 này, rồi là đăng nhập 3 lần thì chúng ta sẽ nhận được tổng cả là 19 điểm nhá. Đây thì mình sẽ nhận 4 điểm trước này. Ok, và sau khi mà các bạn nhận điểm xong rồi thì chúng ta cứ lật từng thẻ thôi. Ví dụ như là hàng ngang này, hàng dọc, rồi là hàng chéo các kiểu, thì bạn sẽ nhận được phần quà tương ứng nhá. Ui, rất là ngon. Và ngon nhất trong đây thì chúng ta sẽ có skin của vị tướng Kahi tử điệp. Wow. Skin này thì nói chung là ngoại hình thì mình thấy đẹp, mình không chê vào đâu cả. Nhưng mà mỗi cái là skin không có hiệu ứng thôi các bạn ơi. Nếu mà có thêm hiệu ứng thì nó đẹp hơn, tuyệt vời hơn, đúng không bạn? Đó, mỗi lần mở thì mình cần 5 điểm liền, nên là ở đây thì mình đang hơi bị thiếu điểm rồi. Dùng điểm để mở các ô này, hoàn thành một hàng ngang hoặc một hàng dọc để chúng ta nhận thưởng. Mở toàn bộ các ô để chúng ta nhận thưởng phần thưởng chọn một nhá. Vậy là trong này thì chúng ta sẽ có dương skin chọn một. Wow, rất là ngon nhá. Ok, vậy là giờ thì chúng ta cứ hoàn thành xong các nhiệm vụ ở phía dưới này, xong rồi chúng ta lật thẻ thôi, lật từng hình con, lật từng con bướm một là ok bạn nhé. Các bạn có thể lật theo hàng ngang hoặc là lật theo hàng dọc. Và khi mà chúng ta mở khóa toàn bộ, các bạn sẽ nhận được skin của vị tướng Kahi này hoàn toàn miễn phí luôn. Ở đây mình thấy là có các phần quà như vé quay kho báu, rồi là dương hiệu ứng các kiểu nữa. Đó, rất là ngon. Và ở trong bán kết AOG ấy thì nick này mình cũng có nhập được một cái mã code ở bên bán kết. Đó, thì mã code này sẽ được chọn skin các bạn nhé. Đây là dương mình nhập mã code. Còn dương chúng ta dự đoán thì vẫn chưa về đâu nhá. Không là nhiều bạn lại nghĩ là dương này là dương dự đoán. Ok, và tiếp theo ở đây thì mình cũng có một dương chọn một. Cái gì đây ta? Đặc dị này,
Thứ Nguyên Vệ Thần. Nhiều bạn đang hỏi là tại sao anh lại có chọn được skin Nagaroth Thứ Nguyên Vệ Thần ở đây. Tại vì này là mình vừa mới hướng dẫn các bạn cài một bản mod trong video trước ấy, có skin Nagaroth Thứ Nguyên Vệ Thần, nên là ở đây thì chúng ta bị hiển thị vào trong đây luôn nhá. Giờ đây thì mình sẽ nhận thử cho bạn xem. Đó, chúng ta sẽ nhận thử trong bản mod thì nó sẽ như thế nào. Ui, chúc mừng bạn đã nhận được Nagaroth Thứ Nguyên Vệ Thần như thật đấy nhở. Nhưng mà thực ra skin này là skin B-Boy công nghệ các bạn nhá. Ok, nhưng mà cảm giác nhận thì nó sướng đúng không? Nhiều bạn nghĩ chắc là ui sướng quá, nhận viên Nagaroth vệ thần như thật luôn này các bạn. Nhưng mà thật ra là không được đâu bạn nhá. Ok, chúng ta nhận nhìn cho nó gọi là nó đẹp, nó xịn sò thôi, chứ thực ra là không được. Ok, bạn nào nếu mà muốn cài mod trải nghiệm như thế thì bạn cũng có thể xem trong video trước của mình có hướng dẫn rồi các bạn nhá. Và video của mình chắc là cũng kết thúc tại đây thôi. Chúng ta có một sự kiện mới và mình cũng trả lời câu hỏi thắc mắc của các bạn về Dương dự đoán. Đó, như thế thôi. Và các bạn cứ chờ đi nhá. Hiện tại thì chúng ta cứ chờ đi. Bên Cà Gián sẽ gửi tới cho các bạn phần quà dự đoán sau. Không mất được đâu nên chúng ta cứ yên tâm nhá. Còn giờ video của mình cũng kết thúc tại đây. Chào và hẹn gặp lại tất cả bạn nhá.